Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng ta lại cùng với nhau quay trở lại với chuyên mục tư vấn sản phẩm. Rossi Việt Nam xin trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về Rossi Việt Nam, chuyên phân phối bán buôn bán lẻ máy làm đá công nghiệp giá rẻ. Máy làm đá công nghiệp chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường với mẫu mã đa dạng sẽ chắc chắn làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Rossi Việt Nam. Mua máy làm đá công nghiệp tại công ty chúng tôi sẽ được hỗ trợ lắp đặt tư vấn, chuyển giao giải pháp để quý khách hàng có thể phát huy được trọn vẹn công năng của sản phẩm, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của công việc. Rossi Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn, bán lẻ máy làm đá công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như Đức Việt, Coresta, Trang Hê. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm máy làm đá công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt nhất với giá rất ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đá viên tinh khiết đảm bảo chất lượng ngày một lớn. Nhiều thời điểm mùa hè nắng nóng, lượng đá viên sản xuất ra không đủ để cung ứng cho thị trường. Chính vì nhu cầu quá lớn nên vì chạy theo lợi nhuận, nhiều cơ sở làm đá đã sử dụng nguồn nước và các trang thiết bị không đảm bảo để sản xuất đá. Khi đó, các đơn vị có nhu cầu sử dụng đá lớn như cửa hàng bán hải sản tươi sống, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán bar, bệnh viện, món ăn, quán nước giải khát hay hộ gia đình thường sử dụng máy làm đá viên tinh khiết để có thể chủ động được nguồn đá sạch, chất lượng, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy làm đá viên khác nhau như máy làm đá viên mini, máy đá viên tinh khiết, máy làm đá viên công nghiệp, vân vân, với công suất từ vài chục cân cho tới hàng trăm cân mỗi ngày, có chất lượng cũng như giá thành khác nhau. Người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn cho mình những chiếc máy làm đá phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Các loại máy này đều có phương thức làm lạnh từ nước hoặc không khí, sử dụng các loại dung môi làm lạnh đạt tiêu chuẩn và an toàn cho sức khỏe con người. Những loại máy làm đá viên tinh khiết có một thiết kế riêng nhưng đều rất hiện đại, đẹp mắt và dễ dàng lắp đặt. Nó có kích thước tương đương với chiếc tủ lạnh gia đình nên khá nhỏ gọn và thích hợp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Khi mua, bạn sẽ không cần phải lo tốn thời gian học cách sử dụng, chạy thử mà chỉ vào thao tác đơn giản hoàn thiện là có thể đưa sử dụng ngay. Quá trình làm đá hoàn toàn tự động và khép kín, không hề có sự can thiệp của con người nên chất lượng đá sạch tinh khiết đến 99%. Việc sử dụng cũng rất đơn giản bởi chúng có hệ thống điều khiển thông minh giúp tối giản các thao tác vận hành. Việc của bạn đó là chỉ cần bật công tắc và đợi đá ra theo từng mẻ. Nếu bạn chưa có nhu cầu sử dụng đá ngay thì cũng không lo, bởi mỗi một chiếc máy làm đá hiện đại sẽ có ngăn chứa đá tương ứng với số lượng nó sản xuất ra trong 1 đến 2 ngày liền. Nhiều loại máy làm đá viên chất lượng cao đã được chứng minh có lượng tiêu thụ điện năng rất thấp, tiết kiệm đến khoảng 30% điện năng so với các loại thông thường. Máy làm đá viên với các chức năng khác nhau như nguyên viên, nửa viên, đá vẩy, đá hạt, vân vân. Mỗi loại đá lại sử dụng trong nhiều công việc khác nhau, tùy thuộc vào tính năng của từng loại đá. Như đá nguyên viên thường được sử dụng phổ biến nhất bởi tính năng lâu tan và có mặt tiếp xúc lớn hơn các loại đá khác. Máy thường được sử dụng để pha chế đồ uống từ các quán ăn, quán nước giải khát bình dân cho tới những nhà hàng, khách sạn sang trọng, hoặc bảo quản, trưng bày các loại thực phẩm tươi sống trong quầy salad hay trong các cửa hàng chuyên kinh doanh hải sản tươi. Những máy làm đá viên công suất lớn còn được các tàu đánh bắt cá xa bờ sử dụng để có thể bảo quản tôm, cá luôn được tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Những loại đá còn lại như đá vẩy, đá hạt thường được sử dụng để pha chế đồ uống đặc biệt như là rượu tây, cốc tai, sinh tố bởi chúng có khả năng làm lạnh nhanh, khiến đồ uống thêm phần hấp dẫn và đẹp mắt. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh của đại diện Rossi Việt Nam đang tham dự các buổi triển lãm, các buổi ký kết, chuyển giao công nghệ với những hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới như là Kaurups, Imesa, Skimsen, Unox hay Linox. Rossi Việt Nam chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn
chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Chúng tôi luôn chú ý tới 3 tiêu chí sau. Thứ nhất đó là sản phẩm chất lượng. Chất lượng sản phẩm luôn là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi. Thứ hai đó là giá thành hợp lý. Chúng tôi luôn thấu hiểu bài toán kinh tế của khách hàng. Thứ ba đó là dịch vụ chu toàn. Chúng tôi luôn hoàn thiện dịch vụ trước và sau bán hàng, đảm bảo niềm tin người tiêu dùng. Với sản phẩm máy làm đá, Oxy Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đem đến cho khách hàng sản phẩm này. Mặt hàng máy làm đá tại Oxy Việt Nam rất đa dạng về mẫu mã và nhà sản xuất. Với thế mạnh về mối quan hệ chiến lược, chúng tôi luôn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm máy làm đá có giá tốt nhất, kèm chế độ bảo hành, bảo trì chính hãng. Với các nhà cung cấp chưa có nhà phân phối, Oxy Việt Nam cũng xây dựng cầu nối, đem đến sự tiện lợi trong dịch vụ sau bán hàng. Dưới đây, Oxy Việt Nam xin giới thiệu với quý khách hàng một số mặt hàng máy làm đá nổi bật đang được bán tại công ty chúng tôi. Đầu tiên, đó là trong danh sách máy làm đá được phân phối tại Oxy Việt Nam là những sản phẩm máy làm đá của nước Việt. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Các bạn có thể thấy đây là một số hình ảnh máy làm đá viên của nước Việt có mã số DVLD180SS. Thì máy làm đá công nghiệp nước Việt có một số đặc biệt rất là nổi bật, đó là máy làm đá sử dụng công nghệ làm lạnh của châu Âu với lốc máy của Embraco hoặc Danfoss. Máy không sử dụng bông thủy tinh làm hệ thống cách nhiệt mà sử dụng hệ thống cách nhiệt cao cấp BPS, có hệ thống đẩy đá và khoang làm đá được làm bằng inox, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy có hệ thống sản phẩm đa dạng và phong phú, từ máy làm đá tươi đến máy làm đá cứng, đa dạng về công suất làm việc cũng như mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm. Máy được bảo hành 12 tháng và bảo trì vĩnh viễn trọn đời. Linh kiện thay thế luôn có sẵn, cùng với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, khắc phục sự cố nhanh chóng, giúp sớm đưa sản phẩm vào sản xuất. Các sản phẩm máy làm đá của Đức Việt có giá thành khá rẻ và có mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách đầy đủ. Quý khách hàng muốn tìm hiểu về các sản phẩm máy làm đá của Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ ducvietpro.vn hoặc truy cập vào gian hàng trên website của chúng tôi oxy.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Đứng thứ hai trong danh sách là dòng sản phẩm máy làm đá Coresta. Đây là một thương hiệu máy làm đá đến từ Hàn Quốc với công nghệ Hàn Quốc và các linh kiện đã được nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu và yêu cầu kỹ thuật riêng của vùng nhiệt đới như Việt Nam. Các sản phẩm của hãng cũng nhận được sự quan tâm tại Việt Nam. Quý khách hàng muốn tìm hiểu và xem giá các sản phẩm máy làm đá Coresta, xin vui lòng truy cập vào đường link của chúng tôi rossi.vn. Ngoài Đức Việt và Coresta, Oxy Việt Nam còn cung cấp thêm một lựa chọn nữa cho khách hàng, đó là các sản phẩm máy làm đá công nghiệp của Wailan. Wailan là một thương hiệu bếp chiên, bếp rán công nghiệp đến từ Trung Quốc. Các sản phẩm của hãng cũng nhận được sự quan tâm tại Việt Nam. Quý khách hàng muốn tìm hiểu và xem giá các sản phẩm bếp chiên, bếp rán công nghiệp Wailan, xin vui lòng truy cập vào đường link website của chúng tôi oxy.vn. Các bạn có thể thấy đây là một số hình ảnh của chiếc máy làm đá viên Wailan. Wailan có rất nhiều mã máy làm đá viên đang được bán chạy tại Oxy Việt Nam như SD120, SD1200, KMS1.2T. Và đây là hình ảnh của chiếc máy làm đá Wailan có mã số SD18. Vừa rồi là 3 nhà cung cấp máy làm đá công nghiệp đang được phân phối và bán lẻ bởi Oxy Việt Nam. Tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, quý khách hàng hãy chọn cho mình một nhãn hàng phù hợp với nhu cầu công việc của các bạn nhé. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Oxy Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi,
xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mãi và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh của Rossi Việt Nam và hình ảnh của Rossi Việt Nam đang tham gia các triển lãm quốc tế. Các bạn có thể thấy rằng ngoài sản phẩm máy làm đá viên công nghiệp ra, thì Rossi Việt Nam còn cung cấp rất nhiều các thiết bị bếp công nghiệp khác full cho một căn bếp, như là bếp từ, nồi nấu cơm, nồi nấu canh, máy làm kem, máy rửa bát, máy sấy bát, tủ đông, tủ mát, vân vân. Do đó, các bạn đang là những người set up cho các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, hay bạn đang là người có nhu cầu mua cho mình một chiếc thiết bị bếp công nghiệp, thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà không chọn Rossi Việt Nam làm nhà cung cấp nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về chủ đề Rossi Việt Nam, chuyên phân phối máy làm đá công nghiệp chất lượng tốt, công suất lớn. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới.